không xa Giêsu sẽ trở lại, hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời, rền trời vang lên kèn vua thánh liên hồi, hồi ngủ tại không trung Ngài dẫn con về nhà. Tại nơi đó rền vang tiếng ca ngợi, thiệp trên con bay ra trước ngôi Ngài, dành cho ai tận trung đến cuối cùng, giặt trắng áo mình trong huyết Giêsu. Chúc tán Chúa đang ngồi trên ngôi cao, là Cha thánh còn năng yêu thương, cùng trên con ngàn năm tôn quý, người khen oai nghiêm quyền năng, cho đến đời đời, cho đến đời đời. Không xa Giêsu sẽ trở lại, hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời, rền trời vang lên kèn vua thánh liên hồi, hồi ngộ tại không trung Ngài dẫn con về nhà. Tại nơi đó rền vang tiếng ca ngợi, tiếng chiên con bay ra trước ngôi Ngài, dành cho ai tận trung đến cuối cùng, giặt trắng áo mình trong huyết Giêsu. Cha thánh còn mang yêu thương, cùng trên con ngàn năm tôn quý, người thêm oai nghiêm quyền năng cho đến đời đời. Chúng ta Chúa đang ngồi trên ngôi cao, là Cha thánh còn mang yêu thương, cùng trên con ngàn năm tôn quý, người thêm oai nghiêm quyền năng. All right, thank you. Welcome everyone. Nice to meet you again. Xin chào đón hết thảy các anh chị em. Chúng ta rất là vui được gặp lại nhau. We spent 2 days already, but the progress is very slow. Chúng ta đã học 2 ngày rồi, nhưng mà cái tiến trình học của chúng ta đang rất là chậm. But don't worry about speed. Some noise. It's a bother a little bit. Someone's open there. Who is this? Yeah. Sorry, it's from me, I think. I need to let them know. My neighbor is not quite noisy outside. Oh, yours. Okay, no problem then. Sorry, all right. I have been trying to avoid. I already told them. Yes, sorry. Okay, the first day we stopped with the 2 hours lecture because our material were not ready that time. Ngày đầu tiên chúng ta học thì chúng ta chỉ học 2 tiếng thôi bởi vì phần tài liệu của chúng ta học ngày hôm đó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. So we spent 4 hours last lecture with the foundation introduction before we start the study Revelation. Và buổi học vừa rồi thì chúng ta dành 4 tiếng để học về phần giới thiệu, phần dẫn nhập, phần nền tảng về sách Khải Huyền. I would like to ask you to review the introduction I presented last week once again, because without the basic foundation, it will be very hard to listen. His intention, God's intention, he would like to talk with to us through the revelation. So you got to review it again. Yeah. Và tôi muốn là hết thảy các anh chị em chúng ta sẽ dành thời gian để ôn tập lại phần dẫn nhập này, bởi vì nếu không có phần dẫn nhập, phần giới thiệu nền tảng này thì chúng ta sẽ không thể nào có thể nghe được tiếng phán của Chúa và những ý định của Chúa muốn phán dạy chúng ta ở trong sách Khải Huyền này. Bởi vậy chúng ta sẽ ôn tập lại cái phần dẫn nhập.
And also after my introduction of Revelation, the first part last week and the later part, we just to go halfway of chapter 1 of Revelation. Và sau phần dẫn nhập, chúng ta học xong phần dẫn nhập thì chúng ta có học một nửa của chương 1. I pray and I prepare my lecture schedule. We will finish it before God, Jesus will come again to us. Và tôi cũng đã cầu nguyện và tôi đã chuẩn bị cái phần bài học của chúng ta. Tôi cầu nguyện là chúng ta sẽ học xong phần bài học này trước khi Chúa của chúng ta trở lại. But it will be better he comes before we finish. Nhưng mà nếu như Chúa trở lại trước khi chúng ta học xong thì điều đó là tốt hơn hết. But my prayer, let's be prepared to welcome his second coming. Nhưng mà after the yeah. Yeah. Mà lời cầu nguyện của tôi đó là chúng ta sẽ học xong phần sách Khải Huyền này trước khi Chúa Giêsu Christ ngài trở lại. Well, I will not be haste because you got to get some more detailed information what God would like to talk to you through Revelation. Tôi sẽ không có muốn đi nhanh, không cần phải vội vàng bởi vì các anh chị em cần phải nghe được điều mà Chúa muốn phán với các anh chị em qua sách Khải Huyền này. So I would like to spend a few minutes about the what we studied last week. Và tôi muốn dành một vài phút để ôn lại những gì chúng ta đã học vào tuần trước. I don't know whether I can have here. I will share with you that one. It's this. Okay, let's see. I'm gonna move it or somewhere like this. I don't know whether you receive this kind of page of paper. Tôi không biết anh chị em có nhận được cái phần tài liệu này hay không. Okay, I will go by. Ruto, you receive this one, right? Yes. All right, but they don't have this yet. Yes. No, all not right. Yet. Yes. All right. But you can send them individually next time before next lecture. Yeah. Con có nhận được cái phần tài liệu, phần dẫn nhập và hướng dẫn này và con sẽ gửi cho tất cả quý vị mục sư vào trước cái buổi học vào lần tới. Yeah. Yes, Revelation is the last book of the Bible. Sách Khải Huyền là sách cuối cùng ở trong Kinh Thánh. But because of the book, Revelation is last part of the book, the Bible. Therefore, the last Revelation contains in there lots of information from Genesis to Jude of New Testament. Và bởi vì sách Khải Huyền là sách cuối cùng ở trong Kinh Thánh nên trong sách Khải Huyền có chứa đựng rất là nhiều những thông tin, những điều đã được đề cập đến từ sách Sáng Thế Ký cho đến sách Giu-đe. But the revelation comes right immediate after Acts 1 verse 1 through 8. Nhưng mà sách Khải Huyền là sách kế tiếp của công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu số 1 đến câu số 8. Also John 14. Chapter 14. Và cũng là sự kết nối tiếp của Giăng đoạn 14. And Matthew chapter 16, 4. Và Matthew đoạn 16 câu số 4. If we read this chapter 1 verse 1 through 11 Acts, you will notice this is related with the Revelation. Và nếu như chúng ta đọc công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu số 1 cho đến câu số 11 thì chúng ta sẽ thấy là phân đoạn Kinh Thánh này có liên hệ đến sách Khải Huyền. Ruth, yes. Would you read 1 to 11 chapter 1 Acts? Yes. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 từ câu số 1 cho đến câu số 11.
Hỡi Theophila, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền quyết định, quyền định lấy ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên. Sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Yes. Okay, so from verse 9, pay attention. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Và chúng ta hãy chú ý vào câu số 9. Sau khi Ngài đã phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc người đó nhìn xem Ngài. As you know, there's about 500 followers of Jesus Christ. At that time, Jesus was taken up in the cloud into heaven. Và chúng ta cũng biết là khi Chúa Giêsu được cất lên trong đám mây để lên trời, thì có khoảng 500 môn đồ của Ngài có mặt ở tại đó. So I think all 500 disciples, our followers, amazed, and they were looking into the sky as Jesus was going, when suddenly two men, two angels dressed in white, stood before them, and these two angels told 500 people, "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven." Yeah. Và đang khi các môn đồ và những người đi theo Chúa Giêsu vẫn còn đang kinh ngạc vì Chúa Giêsu được cất lên trời trên một đám mây như vậy, thì có hai người nam mặc áo trắng hiện đến cùng họ và nói với họ rằng, hỡi những người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Chính Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đó là điều mà hai người mặc áo trắng này đã nói với họ. As the angel said to 500 disciples, this same Jesus Christ will come back in the same way you have seen him go into heaven. See, he will come. The how he will come is written in the Revelation. Yeah, but hai vị thiên sứ này đã nói với những người Galile này rằng cũng cùng một Chúa Giêsu đó, cũng là hay trong Kinh Thánh chúng ta ghi là Giêsu này cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy, và cách Ngài trở lại sẽ như thế nào đó là đã được ghi chép lại cho chúng ta ở trong sách Khải Huyền. See, that's a foundation verse of Revelation, one of the Revelation verses of the Revelation. This same Jesus will come back in the same way you have seen him going to heaven. It's described in Revelation. Yeah. Và đây là một trong những câu kinh thánh nền tảng cho sách Khải Huyền. Và câu một trong những câu đó là trong công vụ đoạn 1, câu số 9, câu số 11 mà chúng ta đã xem đó. Cùng một Giê-xu này sẽ trở lại như cách
mà các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy, và điều đó được ký thuật lại cho chúng ta ở trong sách Khải Huyền. Okay, in John 14 verse 1 through 4 also. Và từ ở trong Giăng đoạn 14 từ câu số 1 cho đến câu số 4 cũng đề cập một điều như vậy. So Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms, many mansions. If that they are not so, would I have not told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare the place for you, I will come back and take you to be there with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I'm going." Giăng đoạn 14 từ câu số 1 cho đến câu số 4 cũng chép cùng một điều như vậy. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. In John's gospel already, before Revelation, Jesus promised he will come back to take us to heaven where he is, and then we will stay there. We'll be there with him already in chapter 14, verse 1 to 3, 4. Dạ, trước cả sách Khải Huyền, trong phúc âm Giăng đoạn 14 thì Chúa Giêsu Ngài đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi với Ngài, hầu cho Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sẽ ở đó. And in Revelation, if you read carefully from now on, it is very clearly and in detail all these things described there. Dạ, và nếu how it will happen. When it will be happening. Yeah. Và khi nếu chúng ta đọc ở trong sách Khải Huyền một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ nhìn thấy những điều này được mô tả một cách rõ ràng chi tiết và khi nào cũng như là cách nào thế nào Chúa Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta đi với Ngài. And also chapter 16, 1 through 4, we repeatedly mentioned this verses. So many times in past, Jesus blamed the Pharisees and Sadducees like this. You know how to interpret the appearance to the sky, but you cannot interpret the sign of the times. Và có một câu kinh thánh khác nữa là nền tảng cho sách Khải Huyền, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu số 1 đến câu số 4. Những câu kinh thánh này chúng ta đã học đi học lại, lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Và trong câu số 3 thì có chép rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài của trách những người Pha-ri-si và người Sa-ru-xê và nói rằng các ngươi biết phân biệt rõ sắc trời mà không phân biệt được dấu chỉ thì giờ ư. And he called that generation, Pharisees and the Sadducees generation, as a wicked and adulterous generation. But blessfully, in Revelation, he gave us so detailed interpretation of the last days. Và trong câu 4 của Ma-thi-ơ đoạn 16 thì Chúa đã gọi những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê là dòng dõi hung ác gian dâm, nhưng mà cảm tạ Chúa thật là phước hạnh cho chúng ta khi trong sách Khải Huyền Chúa đã mô tả cho chúng ta, Chúa đã chỉ cho chúng ta những dấu hiệu rõ ràng của thời kỳ sau rốt. But here I would like to pay attention all of you on these three verses because it's a foundation. Even Acts 1, you know, the angels told the disciples, the same Jesus, he will come back again exactly the same way he has, you have been seen going to the heaven, from heaven to earth again.
Và tôi muốn tất cả các anh chị em cũng hãy chú tâm vào ba câu kinh thánh này, đó là trong công vụ đoạn 1 từ câu số 1 đến câu số 8, dân đoạn 14 từ câu 1 đến câu số 4, Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu số 1 đến câu số 4, ngay cả trong công vụ thì cũng chép cho chúng ta rằng cùng một Chúa Giê-xu này đã được cất lên trời cũng sẽ trở lại như cách mà Ngài đã được cất lên trời vậy, Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi với Ngài. Okay, from the first church in Jerusalem, upper room of John Mark, started a gathering of the disciples. From that time, after dispersed Christians into the whole, Gentile places to start the church, until now today, how many Christians, how many churches study about Revelation, how he comes? Và từ thời mà hội thánh đầu tiên ở tại thành Jerusalem, ở trên phòng cao của dân mát, cho đến khi các cơ đốc nhân bị tản lạc ra khắp mọi nơi và xây dựng hội thánh ở khắp nơi, thì đã có bao nhiêu cơ đốc nhân, đã bao nhiêu hội thánh đọc về sách Khải Huyền này? Right after John wrote the Gospel of John, John 14, and Jesus promised us he will come back. Và ngay sau and khi then, yeah, come back to here to take us to heaven. Ngay sau khi mà Giăng đã viết phúc âm Giăng đoạn 14 thì Chúa Giêsu Ngài đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ quay trở lại để đưa chúng ta đi với Ngài. Since John's age, how many churches and Christians today? How many churches and Christians, church leaders and members study about the Revelation to know how, when he will come to take us out to heaven? Và từ thời mà của dân đó thì đã bao nhiêu cơ đốc nhân, đã bao nhiêu hội thánh, đã bao nhiêu những người lãnh đạo hội thánh đã thật sự học sách Khải Huyền để biết rõ ràng là khi nào và như thế nào Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta đi với Ngài. Có bao nhiêu cơ đốc nhân, bao nhiêu hội thánh đã học sách Khải Huyền một cách cẩn thận, một cách chi tiết? Excuse me. What about the Gospel of Matthew time, age, and after Gospel of Matthew was written and many Christians read these verses, but how many Christians, church leaders, and the believers read the Revelation to understand how to interpret the signs? Và từ kể từ thời mà Matthew đã viết ra Matthew đoạn 16 này thì đã có bao nhiêu cơ đốc nhân, bao nhiêu hội thánh, bao nhiêu người lãnh đạo hội thánh đã học sách Khải Huyền để biết được về điều mà Matthew đã nói đến khi nào và thể nào sẽ xảy ra? Well, I do not blame you and me, but we are not too late. Just we started to read the Revelation to study, but it will be very diligently study that, and then we will understand all these things. Và chúng ta, các anh chị em và tôi thì chúng ta cũng chưa phải là quá trẻ khi chúng ta bắt đầu học sách Khải Huyền bây giờ. Chúng ta sẽ học hành một cách thật là chăm chỉ, siêng năng để chúng ta có thể hiểu được những dấu hiệu, những điều mà Chúa Ngài đã bày tỏ ra cho chúng ta ở trong sách Khải Huyền. So the book of Revelation is not for our curiosity. Và sách Khải Huyền không phải là để chúng ta thỏa mãn trí tò mò của mình. The book of Revelation is not just theological doctrines. Và sách Khải Huyền không phải là chỉ chứa đựng những giáo lý thần học không thôi. The book is a book of Revelation is to a textbook how to prepare his coming, second coming in advance. Yeah. Và sách Khải Huyền là được viết ra để cho chúng ta có sự chuẩn bị trước cho sự đến của Chúa Giêsu Christ. Repeatedly, I talk about this one in my introductory section until now.
Và đây là những điều mà tôi sự lặp đi lặp lại ở trong phần dẫn nhập cho đến ngày hôm nay tôi vẫn nhắc lại những điều này. Okay, last lecture, the first chapter first, we understood who was the author is. Và chúng trong phần học vừa rồi thì chúng ta đã học về tác giả của sách Khải Huyền là ai. But sometimes they on the Bible, the title of that book, sometimes they say Revelation from John, Revelation of Apostle Paul, like that, but that's not true. Author is God, and Apostle John is just a scriber. Yeah. Có những người họ nói rằng sách Khải Huyền là Khải Huyền của Giăng hay là của sứ đồ Phaolô, nhưng mà những điều đó là không đúng. Tác giả của sách Khải Huyền là Đức Chúa Trời, và Giăng chỉ là người biên ký, chỉ là người ghi chép, ký thuật lại mà thôi. John was added some word and some expression and described something by own himself, but he just a scriber what he heard and what he saw. Và Giăng đã ký thuật lại, đã ghi chép lại những điều mà ông đã nghe và những điều mà ông đã thấy. Yeah, we studied that on chapter 1, the first introductory section. Chúng ta đã học về những điều đó ở trong chương 1, ở trong phần dẫn nhập sách Khải Huyền. And we found that Apostle John was at the Patmos Island, where the prison island of the Roman Empire of the Christians. Và chúng ta cũng biết rằng sứ đồ Giăng đang có mặt ở tại đảo Patmo, là một hòn đảo được đế quốc La Mã xem là nhà tù cho các tù nhân ở tại đó, để giam giữ các tù nhân ở đó. So Revelation was written around 95 AD. Sách Khải Huyền được viết vào khoảng năm 95 sau Chúa. At that time, John's age was around 95 also. Và khoảng thời gian đó thì tuổi của Giăng cũng khoảng là 95 tuổi. And 95 years AD is already all 11 disciples murdered already that time. Và trước năm 95 sau Chúa này thì đã 11 môn đồ của Chúa Giêsu đã tuận đạo rồi. And John, Apostle John, was only surviving disciple out of 12. Và chỉ còn một mình Giăng là người còn sống ở trong số 12 môn đồ của Chúa Giêsu. And also 95 AD is almost after 10 years when Apostle Paul have written 13 epistles already. So some of them John read with a post. It means this 95 AD is already 10 years in Apostle Paul wrote the 13 epistles. Yes, before 95. So AD 85 already Apostle Paul finished written epistles. So some of the epistles already John read. Và năm 85 trước sau Chúa, xin lỗi, năm 85 sau Chúa, nghĩa là 10 năm trước khi mà Giăng đã viết ra sách Khải Huyền này, thì sứ đồ Phaolô đã hoàn thành, đã viết xong 13 thư tín của mình, và một số thư tín của sứ đồ Phaolô thì Giăng đã có đọc. And he wrote this Revelation in Patmos. Sứ đồ Giăng đã viết sách Khải Huyền này tại đảo Patmo. And he sent out letters individually to seven churches in Minor Asia. Và ông đã gửi cho 7 hội thánh ở tại vùng Tiểu Á, 7 hội 7 bức thư khác nhau. Also, many times I emphasize the theme person,
theme character in Revelation is Jesus Christ. Don't forget. Jesus Christ is the theme person, theme character in Revelation. Và tôi cũng thường nhắc đi nhắc lại và chúng ta đừng bao giờ quên nhân vật chính, nhân vật trung tâm ở trong sách Khải Huyền đó là chính Chúa Jesus Christ. So when we finish, you will find 32 different titles of Jesus Christ is written in the book of Revelation. Và sau khi chúng ta học xong sách Khải Huyền, chúng ta sẽ biết được 32 danh xưng của Chúa Jesus Christ được ký thuật lại ở trong sách này. So out of the 32 title of Jesus Christ in the book, whole book, but 9 titles in chapter 1. Trong số 32 danh xưng của Chúa Jesus Christ ở trong sách Khải Huyền thì chúng ta tìm thấy 9 danh xưng đã ở trong chương 1 rồi. Look over chapter 1 last week, but we found the faithful witness is as a Jesus title, chapter 1:5. The faithful witness is the name of Jesus, different title. Yeah, chúng ta cũng biết về những danh xưng khác nhau của Chúa Giêsu ở trong chương 1 bữa học trước chúng ta đã cùng học với nhau thì chúng ta tìm thấy danh xưng của Ngài đó là đấng làm chứng thành tín ở trong chương 1 câu số 5. So when you read the titles of Jesus Christ in Revelation, we understand who he is. He is faithful witness. Và khi chúng ta đọc đến các danh xưng của Chúa Giêsu ở trong sách Khải Huyền thì chúng ta biết về Ngài, biết về chính mình Ngài, Ngài là ai? Ngài là đấng làm chứng thành tín. Also, he is the firstborn from the dead. Và chúng ta cũng tìm thấy một danh xưng khác đó là Ngài là đấng sanh đầu nhất từ trong kẻ chết. And the different title is ruler of kings of the earth. Và một danh xưng khác nữa đó là đấng cai trị các vua trong thế gian. So verse 8, he said the Alpha and Omega, first and last. Và chúng ta cũng tìm thấy một danh xưng của Chúa Giêsu ở trong chương 1 câu số 8 đó là Ngài là đấng Alpha và Omega, là đấng đầu tiên và cuối cùng. And Jesus himself, he said he is, who was, and who is to come. Và Chúa Giêsu Ngài cũng là đấng hiện có, đã có và còn đến. The Almighty. Ngài là đấng toàn năng. And Son of Man. Và Ngài là một danh xưng khác nữa là con người. Okay, the first and the last, the Alpha and Omega, the same meaning. Và một danh xưng khác ở trong đoạn 1 câu số 17 nữa là đấng trước hết và là đấng sau cùng, cũng giống như Alpha và Omega ở trên. He is the living one. Ngài là đấng sống. See, 9 titles in chapter 1 describe who Jesus is in a different descriptive words. Vậy chúng ta đã tìm thấy ở trong chương 1 thôi, 9 danh xưng của Chúa Jesus Christ được mô tả bằng những từ ngữ khác nhau. So in chapter 1, we should understand who Jesus is, what he is, what he was, and what he will be, and what he did for us, what he do for us, does for us, and what he will do for us. Yeah. Và chúng ta học chương 1 thì chúng ta phải biết Chúa Giêsu Ngài hiện là ai, Ngài đã là ai, Ngài sẽ là ai, sẽ là như thế nào, Ngài đã làm gì cho chúng ta, Ngài đang làm gì cho chúng ta và Ngài sẽ làm gì cho chúng ta. Khi học chương này chúng ta phải biết những điều đó. Excuse me, are you sharing screen or just leave this one? Which one? It's just like the files on your computer only from the beginning. Do you, or you just leave it like this? Here? We do not see the content. You see this one here. 3 here. Yeah. All right. So when you read Revelation, you will have 32 different titles of Jesus Christ.
chúng ta đọc When sách you meet these titles, dạ, khi chúng ta đọc sách Khải Huyền thì chúng ta sẽ tìm thấy 32 danh xưng của Chúa Giêsu. Khi chúng ta gặp các danh xưng đó, how wonderful Jesus is to us. Thì chúng ta sẽ thấy thế nào Chúa Giêsu ngài là tuyệt vời đối với chúng ta. He is everything and all things for us. Ngài là mọi điều, ngài là tất cả mọi điều cho chúng ta. So that's why I introduce only 9 titles in chapter 1, and we will continue to find what's the rest, all 32, while we finish the Revelation. Bởi vậy nên tôi chỉ mới giới thiệu tới các anh chị em 9 danh xưng của Chúa ở trong chương 1 thôi, và còn các danh xưng khác thì chúng ta sẽ cùng học chung với nhau ở trong sách Khải Huyền. Okay, here is, do you see outline of a book of Revelation summarized in chapter 1:19? Dạ, chúng ta có nhìn thấy dàn ý của sách Khải Huyền được tóm tắt lại ở trong Khải Huyền chương 1 câu số 19 không ạ? Chapter 1:19, would you read Ruthel, chapter 19, 1? Chapter 1:19. Chúng ta sẽ đọc Khải Huyền đoạn 1 câu số 19. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc hiện nay, những việc này hiện có và những việc chính. Chương 10, chương 11, chương 12 cho đến chương số 22 thì là ghi chép lại, ký thuật lại những gì sẽ xảy ra sau những sự kiện đã được nói đến ở trong chương 1 và chương 2, chương 3, nghĩa là phần 1 và phần 2 của sách Khải Huyền. So, if you see this chart, nếu như chúng ta nhìn thấy, nhìn cái biểu đồ này, it's a chapter 1 through 3 is what? Church age of what is happening on the earth. Chúng ta nhìn thấy là Khải Huyền từ đoạn 1 cho đến đoạn 3 là nói về thời kỳ hội thánh, về những điều xảy ra ở trên đất này. And chapter 4 and 5 is what's happening the heaven at the throne of God. Và chương 4, chương 5 của sách Khải Huyền là ký thuật lại những điều xảy ra ở trên thiên đàng tại ngai của Đức Chúa Trời. And from chapter 6 to 18 is 7 years tribulation on the earth. Khải Huyền đoạn 6 đến câu số, xin lỗi, đoạn thứ 18 là nói về 7 năm đại nạn xảy ra trên đất này. And after that chapter 19, all about his second coming to the earth. Và chương số 19 là nói về sự đến lần thứ hai, sự tái lâm của Chúa Giêsu trên đất này. And chapter 20 will be about 1,000 years, millennium kingdom. Và chương 20 sẽ cho chúng ta biết về 1,000 năm, vương quốc 1,000 năm, vương quốc thiên hy niên. And the 21, 22 is about New Jerusalem in earth. Và Khải Huyền chương 21 và chương 22 thì nói về trời mới và đất mới. So we will study 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Và chúng ta sẽ học 6 phần ở đây. But before this, you should understand over here what happened. What is the foundation of Revelation? Already we started. Nhưng mà trước khi chúng ta học 6 phần đó thì chúng ta còn phải học về cái phần đầu tiên, về những gì mà chúng ta đã học trong phần dẫn nhập vào những buổi học vừa qua. Jesus as a Messiah, he came first. Chúng ta học về Chúa Jesus Christ, ngài là đấng Messi, ngài đã đến. But they did not accept him as a Messiah, but they crucified him. Nhưng mà người ta đã không tiếp nhận Chúa và họ đã đóng đinh ngài. But he crucified, but he buried into the ground, but he resurrected after 3 days. Yeah. Chúa ngài đã chịu chết và ngài đã chịu chôn, nhưng mà sau 3 ngày thì ngài sống lại. His resurrection after 40 days,
He ascended into heaven. Ngài đã phục sinh và sau đó 40 ngày thì Ngài thăng thiên. And he will come back. Và Ngài sẽ trở lại. We studied Acts chapter 1 and John 14 and Matthew 16 already about that. Chúng ta đã học và đã đọc những câu kinh thánh ở trong Công vụ đoạn 1, ở trong Dân đoạn 14, Matthew đoạn 16 đã nói về những điều đó. After he ascended into heaven after 40 days, he resurrected, and then he promised he sent the Holy Spirit, and then he will receive Holy Spirit and receive the power, and he became the witness of Jesus Christ from Jerusalem to the end of the world. Yeah. Và sau khi Chúa Ngài thăng thiên, Ngài ở với các môn đồ trong vòng 40 ngày và sau đó thì sau khi Chúa Jesus Christ Ngài phục sinh thì Ngài ở với các môn đồ 40 ngày và sau đó Ngài thăng thiên, nhưng Ngài hứa với họ rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến, và khi mà Đức Thánh Linh giáng trên họ thì họ sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về chính mình Ngài tại thành Jerusalem, xứ Judea, xứ Samaria cho đến tận cùng trái đất. We call this age is church age for Gentiles. Và chúng ta gọi thời kỳ đó là thời kỳ hội thánh dành cho dân ngoại. This church age is described in chapter 1 through 3, chapter 3 in the Revelation. Và thời đại hội thánh này thì được mô tả, được kỹ thuật, được ở trong Khải Huyền chương 1 cho đến chương 3. And at the same time, chapter 4 and 5 Revelation described in the heavenly throne where God is, where the Jesus risen Jesus is. Và chương 4, chương 5 thì ký thuật lại cho chúng ta những điều xảy ra ở trên thiên đàng về ngai của Đức Chúa Trời, về nơi mà Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại đó, đang có mặt ở đó. And that time period of this happened, church age and church age end. The church age will be end. No more church. Yeah. Và sau thời đại hội thánh thì sau đó thời đại hội thánh này sẽ đi đến điểm kết thúc, sẽ không còn có hội thánh trên đất nữa. Then what will happen if there's no church? The church end. What will happen then? Vậy thì nếu như thời đại hội thánh đã kết thúc rồi, không còn hội thánh nữa thì điều gì sẽ xảy ra? The rapture will be taken. Thì sẽ có sự cất lên xảy đến. Jesus will come in the cloud to take us, transport all the believers to heaven. Chúa Jesus Christ Ngài sẽ trở lại và Ngài di chuyển, Ngài đem tất cả hội thánh của Ngài về thiên đàng. So chapter 4 and 5 describe the heavenly kingdom, and also there's a church age end, so all believers will be raptured there. Yeah. Chương 4, chương 5 thì mô tả về vương quốc ở trên trời và cũng như nói đến sự kết thúc của thời đại hội thánh. Hội thánh sẽ được cất lên, sẽ được cất về trời. You understand that? Các anh chị em tới điểm này có nắm được hay không ạ? Okay, right after that, and then 7 years tribulation. Và ngay sau đó thì sẽ có 7 năm đại nạn. After chapter 4 and 5, we started chapter 6 and 18. Sau khi học xong chương 4 và chương 5 thì chúng ta sẽ học từ chương 6 cho đến chương 18. In the earth, in this world, there will not be any church. Ở trong thời kỳ này, ở trên đất này thì sẽ không còn có hội thánh nữa. There's a 7 years tribulation. Sẽ có 7 năm đại nạn. There's a tribulation and judgment. Sẽ có 7 năm đại nạn và sự đoán xét. And chapter 19, Jesus will come with his bride. Và đến chương số 19 thì kể thuật cho chúng ta về sự kiện là Chúa Jesus Christ Ngài sẽ đến với nàng dâu của Ngài. To this earth again. Ngài sẽ trở lại đất một lần nữa. And he will destroy Satan.
Và Ngài sẽ hủy diệt Satan. And he will be reign king of kings in the thousand millennial kingdom. Và Ngài sẽ cai trị, Ngài là vua trên muôn vua ở trong vương quốc 1000 năm hay là vương quốc thiên hy niên. We will be there as a king to help Jesus Christ. Chúng ta sẽ có mặt ở đó, chúng ta sẽ là vua giúp đỡ cho công việc cai trị của Chúa Jesus Christ. And the end of chapter 20, the end of this world is vanished, no more existed. Và cho đến ở chương số 20 sẽ nói về sự tận chung của thế giới này, sẽ không còn có thế giới này nữa, sẽ biến mất đi. And we will be entering into new heavens and earth. Chúng ta sẽ bước vào trời mới và đất mới. It will be described in chapter 21 and 22. Trời mới và đất mới được mô tả cho chúng ta ở trong chương số 21 và chương số 22. These things will be, John will see and hear what will happen, described in chapter 119. Và đây là những điều mà dân đã nghe, đã thấy và ông đã mô tả đề cập đến cho chúng ta ở tóm tắt lại ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 19. You understand what is written in chapter 1? Và bây giờ tôi hỏi các anh chị em có hiểu những điều được chép ở trong chương 1 không? Give us a brief, outline of the rest chapter 2 through 22. 22nd chapters. Yeah. Và chương 1 này cho chúng ta có một cái dàn ý xuyên suốt từ chương 1 cho đến chương 22 của sách Khải Huyền. Okay. I will give you a 5 or 10 minute break and then I give you a little bit more information about chapter 1. Yeah. If you understand chapter 1, the rest will be very, very easy to understand. Yeah. Và tôi sẽ cho các anh chị em 5 đến 10 phút nghỉ giải lao. Nếu như chúng ta có thể hiểu được chương 1, thì cái phần còn lại của sách Khải Huyền rất là dễ để chúng ta có thể hiểu được. Okay, let's take a 5 or 10 minutes break. Yeah. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 5 đến 10 phút. 10 minutes. 10 minutes, okay. Dạ, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút ạ. Muslim. Yeah. Okay, let's a little bit speed it up and then we will get into chapter 2 and 3. Chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút rồi chúng ta sẽ học chương 2 và chương 3. If you need more information, please read my note. The booklet you received in Vietnamese translation. Yeah. Nếu như chúng ta cần thêm thông tin về chương 1 thì chúng ta có thể đọc ở trong phần tài liệu bằng tiếng Việt mà chúng ta đã nhận được rồi đó. And also you got to read the text of Revelation along with the John's Gospel. Chúng ta cũng cần phải đọc sách Khải Huyền cũng như là Phúc Âm Giăng. And those reading will help you to understand. Thì chúng ta đọc cái sách này, đọc phần đọc như vậy sẽ giúp đỡ chúng ta trong việc học, trong việc hiểu cái sách Khải Huyền này. Let me ask you, John expect, I think that John the Apostle expect to see Jesus coming at the second time. The church, they are resuming. Okay, good. Now, John expect Jesus coming second, at the second coming, he will see the same Jesus appearance is same when he take it up into heaven. Yes. Và dân đã trông đợi rằng ông sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu Christ trở lại lần thứ hai trong hình thể giống như là khi Ngài được cất lên, vẻ bề ngoài của Ngài giống như khi là được Ngài được cất lên.
But everybody, after Jesus was taken up into heaven, they expect they will see exactly same Jesus wearing white robe, long hair, some beard like that. It's the same Jesus they will see at his second coming or at the rapture. Và tất cả mọi người họ đều trông đợi rằng khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu trở lại trong sự đến lần thứ hai của Ngài hay là khi có sự cất lên thì Ngài sẽ trở lại mặc bộ đồ trắng, đồ dài trắng, rồi tóc dài trắng, có râu trắng như vậy. Let me ask you, what appearance of Jesus Christ can you describe when you see him at the second coming? Or at the rapture. Bây giờ tôi hỏi các anh chị em có thể mô tả sự trông đợi của mình về Chúa Giêsu khi Ngài trở lại, Ngài trông sẽ như thế nào hay không? Khi Ngài đến lần thứ hai hay là khi Ngài đến để cất chúng ta lên thì Ngài sẽ trông như thế nào? Các anh chị em có thể mô tả về Chúa Giêsu được hay không? His appearance will be same as you see in the paint or in the picture. Có phải là Chúa Giêsu ngài trở lại thì vẻ bề ngoài của ngài sẽ giống như là hình ảnh Chúa Giêsu ở trong các bản vẽ hay là những cái bức hình mà chúng ta thấy hay không? Mục sư Hiền, what kind of appearance he will be to you? Dạ, Mục sư Gia Hiên ạ. Dạ, trong lúc mà Chúa Giêsu trở lại là hình ảnh của Chúa Giêsu không giống như là phim mình coi đâu. Ngài ngài là rất là vinh hiển. Yeah. Jesus, when he come back on his second coming or when he came to rapture us, he will not be like the one we saw in the movies. He will be really glorious, not like that. How glorious? Ngài vinh hiển như thế nào ạ? Một sư có thể mô tả sự vinh hiển đó không ạ? Là sự sáng đi với ngài. Xuống trên đất này với thiên sứ của Chúa. His light, he come down to earth with light, with brightness, with his angels coming with him. All right. Let's read chapter 1, verse 9, from 9. Chúng ta sẽ đọc chương 1 từ câu số 9 trở đi. Okay, I will read and then Ruto, you just put a small some simple comment, okay? Yes. I, John, your brother and companion in suffering and kingdom and patient and endurance that are ours in Jesus Christ, was on the island Patmos because of word of God and testimony of Jesus. Đây là ông vừa mới đọc xong câu số 9. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu Christ ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Đó là câu số 9. And, as I told you, Apostle John at that time around the 95 years old man, but he served the church, minor seven churches all over in Asia. And he was arrested by Roman government. Và giống như tôi nói với các anh chị em đó, sứ đồ Giăng vào thời điểm đó thì ông là một người đã lớn tuổi, đã khoảng 95 tuổi rồi. Ông đã phục vụ các hội thánh ở vùng Tiểu Á cũng như tại tỉnh Asia đó, và tất cả hội thánh đều biết ông. So old Apostle John was banished. Banished means to send to the island as a prisoner. Và sứ đồ Giăng bởi vì ông rao giảng phúc âm của Chúa nên ông đã bị đày ra đảo Patmo. But he was very old man, but still he served the Lord in worshiping. Mặc dù ông đã rất lớn tuổi nhưng mà ông vẫn hầu việc Chúa. So verse 10, on the Lord's day I was in spirit. And I heard behind me a loud voice like a thunder. Và câu số 10 chép là trumpet. Yeah.
Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Okay, what on the Lord say? On Lord, on yeah, Lord's day. Excuse me. Can you hear me? Yeah, I hear you. But all right, on Lord's day, on the Sunday, like today, he worshiped himself, and he deeply in prayer. So he was in spirit. That means his body and spirit is separated. Và mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà Giang vẫn hầu việc Chúa, và trong ngày của Chúa hay là ngày Chủ nhật đó thì Giang ở trong sự cầu nguyện dốc lòng, và ông được Đức Thánh Linh cảm hóa, hay là ông đã ở trong tâm linh của mình, thân thể và tâm linh của ông có sự tách biệt. And I think he spent a lot of hours to meditating and praying and praising all things to worship God. And suddenly, he heard a very loud voice as a trumpet. It's not the loud sounds trumpet. It's kind of a descriptive. It's a very loud voice. Và khi mà dân đang ở trong sự cầu nguyện dốc đổ, đang có sự suy gẫm lời Chúa, ngợi khen thờ phượng Chúa, như vậy thì ông được Đức Thánh Linh cảm hóa, và ông nghe có một tiếng lớn giống như tiếng kèn. Đây không phải là tiếng kèn, nhưng mà một tiếng đó rất là lớn, và mô tả giống như một tiếng kèn vậy. That sounds like a trumpet, says like write on a scroll like this, you know. Write on a scroll what you see and send it to the seven churches, to Ephesus, Smyrna, Pergamon, and Thyatira, and then Sardis, Philadelphia, Laodicea in Asia. Tiếng đó rất là lớn, có thể điều ngươi thấy giống như rất là to như vậy, và tiếng đó nói với sứ đồ dân là hãy điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia và Laodicea. Tiếng phán đó rất lớn, nói với dân, phán biểu dân làm những điều này. But the Apostle John stayed with Jesus for 3.5 years in Galilee, but he never Jesus' voice not like that. Và sứ đồ Giăng đã ở cùng với Chúa Giêsu trong vòng 3 năm rưỡi ở tại Galilee, nhưng mà ông chưa bao giờ nghe tiếng phán của Chúa Giêsu giống như vậy hết. His 95 years lifetime, he never heard such a like a very loud and clear dignified the voice, heavy rich voice like a trumpet. Và cho đến tuổi 95 rồi, ông chưa bao giờ nghe một tiếng, một giọng nói, một tiếng phán nào mà lớn mà rõ ràng và to đến như vậy. So, is this a first time for him to hear that kind of voice? So đây là lần đầu tiên ông nghe một giọng nói, một tiếng phán lớn như vậy. So he turned around where the voice come. So he saw the very strange things. Và ông đã ngoảnh lại để nhìn xem tiếng phán giọng nói đó là từ đâu, và ông đã nhìn thấy một điều rất là kỳ lạ. He saw seven golden stands. Ông nhìn thấy bảy chân đèn vàng. Lamp stands is the seven churches. Bảy chân đèn vàng này là bảy hội thánh. Among the lamp stands was someone like a son of man. Oh. Và ở giữa những chân đèn đó thì có ai đó giống như là con người. The son of a man like a man. Son of a man is our Savior Jesus Christ. But he didn't recognize the same Jesus he saw when he stayed with him for 3.5 years. Con người chính là Chúa Giêsu, là đấng cứu chuộc chúng ta, nhưng mà Giăng lúc này không nhận ra đó chính là Chúa Giêsu, giống như ông không nhận ra, mặc dù là ông đã ở với Chúa Giêsu 3 năm rưỡi, nhưng mà ông không nhận ra con người đó chính là Chúa Giêsu. And he dressed in a robe reaching down to the feet from the here. Và người này thì mặc áo dài đến chân.
and also golden sash and the chest, and he wear like a high priest. Và người này thì thắt đai vàng ngang trên ngực giống như là bộ đồ mà các thầy tế lễ thượng phẩm thường mặc. When he saw, when he stayed with Jesus Christ for 3.5 years in Galilee, and Jesus' hair was brown. Yeah. Và khi sứ đồ Giăng ở với Chúa Giêsu tại Galilee trong vòng 3.5 năm thì tóc của ngài là màu nâu. But this person looked like a son of man. His hair is white like wool. Nhưng mà like wool white as snow. Yeah. Nhưng mà người này đầu và tóc người thì trắng như lông chiên, trắng như tuyết. His eyes were like a blazing fire. Mắt thì như ngọn lửa. And his feet like a bronze glowing in furnace. Chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. And also his voice was like sounds of rushing water, you know, like a fall, Niagara fall. Yeah. Và tiếng của người hay giọng nói của người thì giống như tiếng nước lớn, giống như tiếng của nước thác Niagara, thác rất là lớn đổ xuống vậy, thác nước, tiếng nước ầm 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 như vậy. Not only for that, his right hand he held 7 stars and coming out a mouth. His mouth is a sharp, double-edged sword. Ooh. Và không chỉ như vậy không, mà tay hữu người còn cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi. Okay, his hand he held 7 stars coming out of the mouth said, and his face was like a sun shining in all the brilliance. Và mặt người thì như mặt trời khi soi sáng hết sức vậy. Can you imagine what his appearance was? Vậy chúng ta có thể hình dung ra vẻ bề ngoài của Chúa Giêsu hay không? This description of the Son of Man, Jesus Christ, is exactly same as a high priest in the heavenly kingdom. Và sự mô tả về về Chúa Giêsu ở đây thì giống như là mô tả về hình ảnh của thầy tế lễ thượng phẩm ở trong vương quốc trên trời. And then when John saw this son of man, like a son of man, actually Jesus Christ, and he felt on his feet as though dead. Và khi dân nhìn thấy con người chính là Chúa Giêsu Christ đó hiện đến với ông như vậy, thì ông ngã xuống đất như là người chết vậy. He never expected this is Jesus Christ. Why? Because 2 angels said, "You will see him when he come again as exactly you saw his coming up into the heaven." Yeah. Và dân đã không có trông đợi là Chúa Giêsu Christ ngài sẽ hiện đến với ông trong hình thể như thế này, vẻ bề ngoài như thế này, bởi vì dân đã ký thuật lại rằng chính Chúa Giêsu Christ ngài khi ngài đến, ngài trở lại thì ngài cũng sẽ đến theo cách như ngài đã được cất về trời. It was not too many years ago. It's just only 30, no, 60 years ago. Almost 60 years ago. Yeah. Và khi mà Chúa phán, khi các thiên sứ phán những lời đó rằng người sẽ hiện đến, ngài sẽ hiện đến theo cách như mà ngài đã được cất lên, thì cũng cách cái thời điểm mà Giăng nhìn thấy hình ảnh này thì không quá lâu, chỉ 60 năm thôi. Just only 60 years ago, he laying down into Jesus' bosom at the Last Supper. Yeah. And he asked, "Who will this betray you, Lord?" He was a very intimate, very lovely disciple. Yeah. And they are very intimate relation. But now, ooh, it's a really different appearance. Yeah.
Và chỉ trước đó 60 năm thôi thì dân còn tựa vào ngực của Chúa Giêsu trong bữa tiệc cuối cùng và hỏi Chúa Giêsu là ai sẽ là người phản bội Ngài. Và giữa Chúa Giêsu và dân có mối quan hệ mật thiết gần gũi với nhau và dân là môn đồ được Chúa yêu. Nhưng mà bây giờ khi Chúa Giêsu hiện đến trong hình thể như thế này thì dân không thể tưởng tượng được đó chính là Chúa Giêsu. I don't know why Jesus didn't say that, John, hi, it's a long time I didn't see you, I'm here. Và tôi không biết lý do tại sao mà Chúa Giêsu khi hiện đến với Giăng không nói là hi, xin chào Giăng, lâu lắm rồi không gặp con. Chúa không có nói như vậy cái ông khi mà Ngài hiện ra với ông trong lúc này. No, because Jesus is not anymore. He is the one of a triune God. He's God. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Incarnated in our flesh like we are and he came to us. How graceful. What is the merciful? Và chính Đức Chúa Trời Ngài đã hạ mình xuống, Ngài đã thành người là một người trong số chúng ta, Ngài bày tỏ lòng thương xót yêu thương của Ngài cho chúng ta. But his description when he saw in spirit, but it's just only symbolic. It's not like a burning fire and like that. It's it's just only description, but it's glory and holy God's appearance. We cannot describe our own language. Yeah. Và những gì mà dân đã mô tả về Chúa Giêsu khi Ngài hiện đến ở trong tâm linh của ông có thể nhìn thấy Ngài trong tâm linh của ông. Những hình ảnh này đều mang tính biểu tượng chứ không, chúng ta không nhìn những hình ảnh này, nhận lấy những hình ảnh này theo nghĩa đen của nó, bởi vì ngôn ngữ của dân không thể nào mô tả được hết sự vinh hiển, sự thánh khiết của chính mình Chúa. Và đây là những từ ngữ mà ông có thể dùng để mô tả về Chúa Giêsu, sự vinh hiển, thánh khiết của chính mình Ngài khi mà ông nhìn thấy. But still he is a very tender, very soft and understand us, and he put his hand, right hand on John and said, do not be afraid. Và mặc dù Ngài hiện đến với dân trong hình thể vinh hiển thánh khiết như vậy, nhưng Ngài cũng là một, vẫn là một đấng dịu dàng êm dịu, và Ngài hiểu thấu chúng ta, và Ngài đã đặt tay hữu của Ngài lên trên dân và nói rằng đừng sợ chi. I want you and I pray for you to see Jesus like this. Và tôi muốn các anh chị em cũng như cầu nguyện cho các anh chị em, hầu cho các anh chị em có thể nhìn thấy Chúa Giêsu theo cách này. I want you to see Jesus as John described it in here. Và tôi muốn các anh chị em nhìn vào Chúa Giêsu giống như những gì mà dân đã mô tả cho chúng ta ở trong chương này. Well, don't be afraid of him. Chúng ta đừng sợ Ngài. He is our same Jesus. Ngài chính cũng cùng là Chúa Giêsu, Ngài đã đến để cứu chúng ta. So he declared to John, you got to understand me, Jesus say, I am the first and the last. Và chính Chúa Ngài đã bày tỏ với dân rằng ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, ta là đấng sống. I was dead, now I am alive forever and ever. Kìa, xin lỗi, ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời. And also I have a keys of death and hate. Ta cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. The kingdom and the hell. Ngài cầm chìa khóa của vương quốc và của âm phủ, địa ngục. Okay, the Jesus, first Jesus in the world, when John was with him in Galilee for 3.5 years. Yes. Và đây cũng chính là Chúa Giêsu đã đến lần đầu tiên ở với dân tại xứ Galilee trong vòng 3.5 năm. It's not the same. The relationship right now, is different office. When he come first as a prophet to declare the kingdom of God,
Nhưng mà mối tương giao giữa dân và Chúa Giêsu không còn như trước nữa. Khi mà Chúa Giêsu Christ đến lần đầu tiên thì Ngài đến với tư cách là tiên tri để nói trước về những điều sắp xảy đến. But he is now a high priest in the kingdom of God. Nhưng mà in heaven. Bây giờ Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm trong vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc trên trời. He intercessory a prayer for us in heaven to the throne of God in God. Và Ngài chính là đấng cầu thay cho chúng ta trước ngai của Đức Chúa Trời. And also he is a judge to judge the earth. Và Ngài cũng là quan xét, Ngài sẽ đoán xét thế gian này. And he is the king of kings. Và Ngài là vua trên muôn vua. His office changed already. Và chức vị của Ngài bây giờ đã thay đổi rồi. No more prophet. Ngài không còn là tiên tri nữa. Already he declared the kingdom will become. Ngài đã công bố rằng vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến. But now what he is a high priest and he will be the king of the kingdom come. Nhưng mà hiện tại thì Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm và Ngài sẽ là vua của vương quốc sắp đến. So I want you to see Jesus as a high priest. Nên tôi muốn các anh chị em hãy nhìn xem Chúa Giêsu với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm. And I want you to see him now. He is a judge of judges and king of kings. Và tôi muốn các anh chị em nhìn xem Chúa Giêsu là quan xét trên mọi quan xét, là vua trên muôn vua. And he gives a new commission to Apostle Paul. Và Ngài ban Apostle John. Và Ngài ban mạng lệnh mới cho sứ đồ dân. So you write down what you have seen. Và Ngài đã phán biểu dân rằng hãy viết xuống những gì mà ngươi đã thấy. Then what is now? Và chép gì về những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có. And what will take place later. Và cả những việc sau sẽ đến. All right. That's what the conclusion of chapter 1. Và đây cũng chính là phần kết luận của chương 1. So John will write down what he have seen. Nên dân sẽ viết xuống những gì mà ông đã thấy. Chapter 2 and 3. Là chương 2 và chương 3. Because Apostle John was the pastoring from all the churches in Minor Asia. Và sứ đồ dân là giống như là mục sư, là người coi sóc tất cả các hội thánh ở khu vực Tiểu Á. He spent the whole his life to pastoring all these churches. Và trọn cả đời của ông đã dùng khoảng thời gian trong cuộc đời của mình để chăm sóc các hội thánh này. So he has seen on these seven churches already. Và ông đã được nhìn thấy, ông đã có mặt ở các hội thánh này, bảy hội thánh này rồi. So we're going to study now chapter 2 and 3. Bây giờ chúng ta sẽ học chương 2 và chương 3 của sách Khải Huyền. All right. Any question in chapter 1? Dạ, trước khi chúng ta học chương 2 và chương 3, các anh chị em có câu hỏi nào liên quan đến chương 1 không ạ? Or any comment? Hay là có ý kiến nào không ạ? All of you don't understand what you're talking about. Hay là hết thảy các anh chị em đều không hiểu là tôi đã dạy cái gì. What I would like you to see Jesus. Điều tôi muốn là các anh chị em hãy nhìn vào Chúa Giêsu. As John described in chapter 1.
nhìn vào Chúa Giêsu giống như những gì mà Giăng đã mô tả cho chúng ta ở trong chương 1. Okay. Entering in chapter 2 and 3 to study seven churches in Asia Minor. Bây giờ chúng ta bước vào chương 2 và chương 3, chúng ta học về các hội thánh ở vùng Tiểu Á. I personally, because I'm your one of a friend. Bản thân tôi là một trong những người bạn của các anh chị em. And I am one of your family in IEM Church. Và tôi cũng là một thành viên trong gia đình Hội Thánh Liên đoàn Trị Giá Phúc Âm. We should be able to see Jesus. Chúng ta phải có thể nhìn thấy Chúa Giêsu. Same Jesus who walked through the seven churches. Chúng ta sẽ phải nhìn thấy Chúa Giêsu là đấng đi giữa, vận hành giữa các hội thánh này. Taking care of the seven churches right now. Và Ngài cũng là đấng vận hành giữa các hội thánh, Ngài là đấng chăm sóc cho các hội thánh ngay cả trong thời điểm hiện tại. Since about 2000 years ago. Và Ngài làm việc đó từ cách đây hơn 2000 năm rồi. When the first church was started. Và ngay cả từ khi hội thánh đầu tiên được thành lập. And there say 37 million churches in this world right now. Và ngày hôm nay thì có 37 triệu hội thánh ở trên thế giới. All church leaders should be able to see same Jesus Christ walking through the seven churches about 2000 years ago. Và tất cả các vị lãnh đạo trong các hội thánh đều cần phải nhìn xem Chúa Giêsu là đấng vận hành, là đấng đi giữa các hội thánh giống như là cách đây hơn 2000 năm. We got to meet him. Chúng ta cần phải gặp gỡ Ngài. We got to see him. Chúng ta cần phải thấy Ngài. We got to follow him. Và chúng ta cần phải đi theo Ngài. We got to hear what he said to us. Và chúng ta cần phải nghe những gì mà Ngài phán với chúng ta. Without hearing, without seeing him, without meeting him. Nếu như chúng ta không có nghe được tiếng phán của Ngài, không nhìn thấy Ngài, không gặp gỡ Ngài. We can do his ministry. Thì chúng ta không thể làm được chức việc của Ngài. Amen. Amen. Giêsu sẽ trở lại, hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời. Huyền trời vang lên kèn vua thánh liên hồi. Hội ngụ tại không trung, Ngài dẫn con về nhà. Tại nơi đó rền vang tiếng ca ngợi. Tiệc chiên con bay ra trước ngôi Ngài, dành cho ai.